Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì Giang Nam Audio lại lên sóng để giới thiệu đến anh em một cái số thiết bị mới về bên em, một cái số sản phẩm rất là hay mới về. Đầu tiên em xin giới thiệu đến anh em là một cặp loa của hãng Din Audio Đan Mạch, có model là DM2/10, một cặp loa siêu khủng của dòng Buxell. Nếu mà nói về dòng Buxell thì cặp loa này gọi là siêu khủng, bởi vì nó thừa hưởng một cái con cặp bát 25, bát của nó là bát 25, quá chi là gấu anh em nhé. Và cái dòng này được đánh giá rất là cao luôn, từ giải cao và đến trung trầm, đặc biệt nhất là cái giải trung trầm thì cực kỳ ấn tượng, cực kỳ hay luôn, phải nói là quá gấu. Đấy, và một cặp loa này thì được em ship từ Nhật về, hàng đẹp như mới luôn anh em nhé. Cặp loa này đẹp như mới luôn. Đấy. Và tiếp theo là một con âm ly Marantz PM8005, cũng là hàng ship từ Nhật về. Tất cả đều đẹp long lanh. Và nguyên cái bộ này thì phối ghép rất là hoàn hảo anh em nhé. Tất cả các cái hãng shop các kiểu người ta vẫn đều góp ghép như này. Và họ vẫn ưu tiên ghép cặp loa này với Marantz. Thì hôm nay em sẽ ghép cái bộ này với lấy tín hiệu từ một con CD của ARCAM Alpha 5. Cũng là hàng mới về, còn nguyên cả điều khiển, đẹp long lanh. Và cái bộ này thì ưu tiên cho bác nào lấy cả âm ly và loa, có thể thay CD khác cũng được, bởi vì CD này thì nó là màu đen, nó không hợp. Và sau đây em sẽ test một đoạn chất âm để mời anh em trải nghiệm nhé. The thrill is gone. The thrill has gone away. The thrill is gone, baby. The thrill has gone away. And you done me wrong. And you'll be sorry someday. The thrill is gone. It's got away from me. The thrill is gone, baby. It's gone away from me. Although I still live on, but so lonely I'll be. Phải nói là cái giải trầm của cái cặp loa này nó kinh khủng thật anh em nhé. Nếu mà phối ghép đúng cho nó như thế này thì phải nói là nghe rất là sướng. Có thể nhiều anh em đã chơi qua cái cặp này rồi.
Và phối ghép khác thì em không biết, nhưng nếu nó phối ghép với con này thì đúng là hoàn hảo luôn anh nhé. Em ưu tiên cho anh em lấy cả bộ này, cả âm ly và loa. Và anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 0974 086 286. Xin cảm ơn tất cả anh em nhé.